tôi, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên, đại diện cho liên danh đoàn kết ra ứng cử hội đồng đại diện cộng đồng Houston và vùng phụ cận nhiệm kỳ 2020-2022, với gồm có bản thân tôi và 6 thành viên, hầu hết là những anh em trẻ đã từng tham gia những công tác thiện nguyện đến Houston. Nếu quý vị nào ở Houston đã từng biết qua những anh em hiệp sĩ Houston làm những công việc thiện nguyện, và đặc biệt trong cơn bão Harvey vừa rồi cũng đã làm những công tác cứu trợ và giúp đỡ đồng bào hoàn toàn bằng tấm lòng của mình. Đồng thời vào đó, bản thân tôi là một người hoạt động có những cái xu hướng quan điểm rõ ràng về tinh thần quốc gia và một tấm lòng luôn luôn lo lắng cho sự phát triển và ổn định của cộng đồng, thì tôi kính mong quý đồng hương bỏ chút ít thời gian vào ngày Chủ nhật 24 tháng 11 năm 2019, hãy đến tất cả những cái khu chợ lớn hay là nhà thờ, nhà chùa ở khu North 45, South 45, Northwest, Southwest để bỏ phiếu và chọn liên danh đoàn kết. Và nhân tiện đây, chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả các anh chị em, bạn bè trên Facebook khắp nơi trên thế giới, những người đã cùng tôi sát cánh đấu tranh trong bao nhiêu năm nay cho một quê hương Việt Nam hòa bình, tự do, độc lập, hãy vận động thân nhân của mình ở Houston bỏ lá phiếu cho chúng tôi, để chúng tôi giữ vững Houston là một thành trì chống cộng và là một hậu phương vững chắc cho quê hương chúng ta. Ngoài ra, bản thân tôi nếu đắc cử chủ tịch cộng đồng, tôi sẽ xây dựng và ổn định lại cộng đồng, bắt tay với tất cả các hội đoàn quân đội, các hội đoàn, các đảng phái để xây dựng cộng đồng ngày một phát triển vững mạnh hơn. Và chúng tôi có nhiều cái chương trình an sinh xã hội cho những người già cao niên và đặc biệt những người mới từ Việt Nam qua. Tất cả những con em chúng ta là thế hệ thứ ba, thứ tư đang tìm mọi cách trốn chạy cộng sản. Thì thưa quý đồng hương, cuộc bầu cử đây là một cuộc bầu cử của cộng đồng, do đó tất cả chúng ta, ai nếu ai có ID, có bằng lái xe là đều có thể đi bầu cử, không cần chúng ta phải có quốc tịch. Một lần nữa, tôi Đông Y Sĩ Nhất Nguyên xin cảm ơn quý vị đã coi cái clip này và hãy bỏ thời gian đi bầu cho liên danh đoàn kết. Xin cảm ơn.